Ngày 1 tháng 6, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Việc trả hồ sơ để làm rõ các yêu cầu bồi thường của 10 cá nhân có đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Hiện những người này chưa cung cấp tài liệu chứng minh thiệt hại nên tòa án chưa có đủ căn cứ để giải quyết. Theo hồ sơ vụ án, trong những lần livestream trên mạng xã hội, bà Hằng với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, ông Huỳnh Uy Dũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ngoài quan hệ vợ chồng, ông Dũng và bị can Hằng đã sử dụng tài sản của công ty và gia đình để phục vụ cho các buổi livestream. Ngoài ra, trong một số livestream của bà Hằng, ông Dũng có tham gia, tuy nhiên kết luận điều tra và cáo trạng không đề cập, không có kết luận vấn đề này để đánh giá vai trò của ông Dũng có phải là đồng phạm giúp sức cho bà Hằng hay không. Trong thời gian tòa thụ lý giải quyết vụ án, ông Nguyễn Quang Tuấn, con riêng của bà Hằng, tiếp tục có đơn gửi đến cơ quan tố tụng, trong đó có Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, để tố giác việc ông Huỳnh Uy Dũng là đồng phạm với mẹ của mình. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển đơn tố giác của ông Tuấn đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, kết luận giám định bà Hằng và Đặng Anh Quân xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự đối với các bị hại có đơn tố cáo có nội dung bịa đặt, sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín của các cá nhân. Hành vi của bà Hằng và các đồng phạm còn có dấu hiệu của tội làm nhục người khác và tội vu khống. Tuy nhiên, kết luận điều tra và cáo trạng chưa có kết luận về nội dung này. Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại, trong quá trình điều tra các bị hại chưa cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh thiệt hại nên cần giải thích cho bị hại biết. Nếu họ không cung cấp chứng cứ thì sẽ áp dụng điều 30 Bộ luật tố tụng hình sự để giải quyết. Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phân công thẩm phán để thụ lý giải quyết vụ án.